Kính mời quý vị nghe tiếp phần chánh văn. Chí toàn gieo giống Bồ Đề, kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương. Giải khuyên những kẻ ngô ngang, biết câu lục tự dịnh đàn tự ân. Ở trần sự trọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài. Cầu cho mối đạo quăng khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần. Sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương. Phật đài phượng Phật mùi hương, cúi đầu đảnh lễ cậy nương đức màu. Từ bi quay lực nhiệm sâu, độ con thoát chúng ưu sầu trần ai. Chú thích: ngổ ngang là ngang trái, ngạo ngược, cũng có nghĩa là ngỗ nghịch. Liên đài là đài sen, chỗ chư Phật và các Bồ Tát phu tọa. Là ngự: người trì hành pháp môn niệm Phật, khi giảng sanh về cõi Cực Lạc cũng đồng ngự trên đó. Ngài Huệ Lụ đã bảo: ai mà gắn chí trao dồi, chí công tu niệm đặng ngồi tòa sen. Đức Thầy nay cũng có câu: cầu cho già trẻ gái trai, rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Quằng khai là mở mang cho được rộng ra. Ví dụ: quằng khai đạo pháp, dài gió dạng sơn, dày là nhiều lâu, dạng là quen chịu, gió sơn là lạnh lẽo vất vả. Nghĩa chung là từng chịu đựng nhiều nỗi gian truân thống khổ mà chẳng ngán ngao e ngại. Ý nói kiếp sống con người phải trải qua nhiều nỗi gian nan vất vả. Truyện Kiều có câu: mặt sau dày gió dạng sương, thân sau bốm chán ông trường bấy thân. Đức Thầy hằng nói: phong trần dài dạng gió sương, chư ban tham báo hùng cường đua tranh. Phật đài là đài Phật ngự, hoặc chỗ thờ kính chư Phật. Đây chỉ ngôi Tam Bảo. Đức Giáo Chủ khuyên: trót đã quy y giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử rất trần ai. Mùi hương là mùi thơm của nhang, gồm có ba thứ. Thứ nhất, mộc hương, do các loại cây có chất thơm như trầm hương, gián hương, vân vân. Người ta dùng mạc của nó làm thành nhang mà đốt trên các bàn thờ, hoặc chẻ nhỏ đem đốt xong dưới Phật đài để bán mùi quế trượt. Thứ nhì, hoa hương, do những loại hoa hoặc dầu mỡ, nước hoa, có mùi thơm, dùng để chưng dọn trong các nghi lễ hoặc trang sức. Thứ ba, tâm hương, phần tinh thần trong tâm trí của người tu. Tĩnh tâm đốt nén tâm hương, nguyện rằng đệ tử một đường lo tu. Kinh Pháp Bửu Đàn gọi là ngũ hương, đại lược như sau. Thứ nhất, giới hương, là giữ trong tâm mình chẳng còn tham,
sân si, không lòng tà quấy, sát hại, trộm cướp, vân vân. Thứ nhì, định hương đối với các trần cảnh, lục trần hoặc các hiện tượng lành dữ, tâm mình vẫn an nhiên không loạn động. Thứ ba, huệ hương tự tâm mình không bị ngoại cảnh ngăn che hay chi phối, hằng lấy trí huệ xem soi tự tánh, chẳng tạo các điều ác, tuy tu các nghiệp lành mà lòng chẳng chấp trước, kính người trên, nghĩ kẻ dưới, hay thương giúp những người nghèo đói bệnh tật. Thứ tư, giải thoát hương là tự tâm mình không chỗ vịnh níu, chẳng chấp lành, chẳng nghĩ dữ, tự tại không ngăn ngại. Thứ năm, giải thoát tri kiến hương, tự tâm mình đã không chỗ vịnh níu theo đường thiện, đường ác, mà cũng chẳng đắm theo cái không và chấp giữ cái yên lặng. Cần phải học rộng, nghe nhiều, biết bổn tâm mình, suốt cả lý Phật, hòa sáng tiếp người, không tướng nhân ngã, tâm không dời đổi, dẫn tiến thẳng đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Ở đây Đức Thầy dạy mỗi khi lễ bái vọng cầu, ngoài nghi thức nhang đèn, còn cần có tâm hương, tức là phải có tâm thành và chánh niệm mới kết quả. Thứ bảy, chánh niệm. Vậy thì khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm? Đảnh lễ cũng đọc đỉnh lễ, có nghĩa cúi đầu sát đất để làm lễ. Kinh Viên Giác có dạy: dĩ kỷ tối thắng chi đảnh, lễ Phật tối ti chi túc. Kính chi chí giả là dùng cái đầu là chỗ rất cao của mình mà lễ đến chân là chỗ rất thấp của Phật. Đó là lòng tôn kính tột bậc vậy. Đức Mầu do chữ diệu đức, có nghĩa công đức màu diệu cao thắng hơn hết, khó nghĩ lường được, chỉ cho bậc Bồ Tát và Như Lai. Kinh Tư Ích có giải: tuy nói các pháp mà chẳng chấp vào pháp tướng, cũng chẳng chấp phi pháp tướng, nên gọi là diệu đức. Tuy thuyết chư pháp nhi bất khởi pháp tướng, bất khởi phi pháp tướng, cố danh diệu đức. Kinh Niết Bàn cũng nói: Phật có ba đức. Thứ nhất, pháp thân đức. Pháp thân của Phật là pháp tánh thường trụ bất diệt. Thứ nhì, bát nhã đức, biết rõ chân như thật tướng của các pháp. Thứ ba, giải thoát đức, dứt sạch các sự trói buộc, chứng đặng tự tại. Chữ đức màu ở đây chỉ cho quay đức của Đức Thích Ca Như Lai, công đức Phật từ bi vô lượng. Quay lực là quay thần và nghị lực rất linh diệu, mạnh mẽ, do sức thần thông quyền diệu của Phật. Đức Thầy có câu: ra quay ra lực cởi thoảng xa chơi. Ưu sầu là buồn rầu lo lắng, một trong tám điều khổ ở cõi ta bà. Ưu sầu lo ngại. Trần ai là bụi bặm, ý chỉ cõi đời đầy sự khổ sở vất vả. Đức Thầy từng kêu gọi: tiếng gọi hồn mê hồn được giác, phải toan sắm sửa rất trần ai. Lược giải từ câu 9 đến câu 22: vốn sẵn lòng từ bi bác ái, nên Đức Giáo Chủ quyết đem chánh pháp vô vi ban rải khắp nơi, khiến cho những hạt giống giác ngộ có cơ nảy nở. Các người ấy tự sớm quay về nẻo đạo để kiến diện Phật tâm, hoặc được Ngài đưa về Tây Phương Cực Lạc. Còn hạng người ngang tàn ngỗ nghịch, Ngài cũng phương tiện khuyên dạy để họ biết lo làm lành niệm Phật và đền đáp tứ đại trọng ân, rồi cũng lần tiến lên đường giải thoát như nhau. Với tôn chỉ học Phật tu nhân mà Ngài đã vạch rõ để mọi tín đồ cùng nương theo, nghĩa là khi ta phát nguyện quy y và thề quyết làm tôi con chư Phật,
cần phải nhắm hướng liên đài Phật quốc mà thẳng tiến. Vì đó là mục đích của người học Phật và tu Phật. Song con đường đi đến đó trước nhất là phải tu nhân, tức là thi thiết điều nhân nghĩa. Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần. Bởi có lập thân cõi trần, có thiệt thi điều nhân nghĩa, mới vẹn tròn nhân đạo và trả xong nợ thế. Tất nhiên đài sen báo sẽ chực đón chúng ta. Tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Đồng thời với giáo điều căn bản nói trên, nhà tu còn phải thương xót đến bá tánh, nên hằng cầu nguyện cho họ được về tiên cảnh để cùng chung hưởng sự an nhàn, hoặc được giảng sanh về Phật quốc, chẳng còn luân chuyển trong kiếp sống trần gian đầy gió bụi. Đức Thầy còn căn dặn toàn thể tín đồ, khi đến trước ngôi Tam Bảo, mỗi người cần phải tĩnh tâm đốt nén tâm hương, mà lễ bái vọng cầu để nhớ oai đức từ bi mầu nhiệm của mười phương chư Phật, cứu độ cả chúng sanh sớm thoát khỏi cảnh trần ai sầu khổ.